Ê Hưng, tao hỏi mày này. Ví dụ bây giờ mày có tiền á, mày sẽ mua con xe gì? Mua R3. Con R3? R3, mình chơi R3. Con R3 nhìn xấu quá, nó có đẹp đâu. Rồi, R3 không biết. Má huyền thoại, má chùm phân khúc 300. Nhìn, mình mua con Ninja 400 á. Ninja 400 nó trùm luôn. Nó đẹp. Nó lực. Nó danh tiếng nó đâu có bằng R3. R3 người ta chùm phân khúc mà người ta rẻ nữa. Đúng quá, mà nhìn đi. Ninja 400 nha, nó có 120 mấy triệu à. Nó khỏe, nó chấp R3 nửa đường luôn á. R3 giá rẻ hơn nhiều, 8 mấy triệu. Ninja 400 đẹp hơn nha. Đi phố ghi đông nó cao khỏe hơn. Ủa R3 ghi đông cũng cao vậy? Nhưng mà cũng mạnh vậy. Nhưng mà Ninja 4 đẹp hơn. R3 đẹp hơn mà đắp nhau không? Đẹp hơn. Mày ngon đi hỏi anh Minh đi. Mày ngon đi hỏi anh Minh. Hỏi anh Minh. Hỏi anh Minh nha. Má cáo 100 triệu nha. Má cáo 100 triệu. Ê. Rồi, như các bạn đã xem qua xe rồi thì cuộc tranh luận giữa R3 và Ninja 400 thì nếu như mà so sánh á thì mình không có R3 220 thì nó sẽ đồng hơn với lại con Ninja 400. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không có con R3 218 sẽ so sánh cho mọi người biết. Và cái so sánh ở đây đó là mình mới chơi thì mình phù hợp vào kinh tế mình sẽ mua cái nào. Rồi bây giờ đi vô sâu hơn nè. Đó. Thì trước mặt anh em đây thì có Ninja 400 và R3. Thì con R3 220 á nó chỉ khác dàn áo nè ha. Tắt đi để nó hết bình. R3 220 nó chỉ khác cái dàn áo và phuộc upside down bản đồng hồ. Còn hầu như cục máy và dàn đuôi nó giống y chang. Đó. Thì ở đây mình sẽ so sánh cho anh em. Đầu tiên thì về cái giá tiền xe cũ đi. Thì con R3 218 này mình bán với giá là 90 triệu. Còn con Ninja 400 đẹp không một vết chày này, mới lắm anh em, odo 9000, mình bán với giá 120 triệu. Thì trên lệch tới 30 triệu. Ở đây là mình đang so sánh xe của mình chứ không có so sánh xe chỗ khác. Nó trên lệch 30 triệu này sẽ hơn cái gì? Thì trên lệch 30 triệu thì con Ninja 400 này nó sẽ hơn ABS, máy lớn hơn 399 phân khối, con kia chỉ có 321 phân khối thôi. Hai con đều là Sport City, nhớ nha, hai em, hai con này đều là Sport City.
là Big City Boy, Big City Boy gì đó, tại ư hát rap vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, thì nó là xe trong thành phố. Đó. Thì đều đi lại trong thành phố rất là thoải mái. Hai con ở đây đều có chống độ. Đặc biệt anh em nào mua Ninja 400 á là Minh sẽ hỗ trợ rút gốc cho anh em luôn nha. Hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Con này biển số Đồng Nai, còn con R3 bên đây là biển số Hồ Chí Minh. Anh em mua xe nhớ lưu ý nha. Rồi, bây giờ mình nói là cái gì nữa? Về cái giá tiền nè. Ví dụ mình có 90 triệu thì mình đủ tiền mua R3 rồi, mình thỏa mãn đam mê. Chứ nhiều anh em nói ồ, 90 triệu rồi mày ráng xíu nữa thì mua Ninja 400 đi ngon hơn. Ráng 30 triệu. Rồi, anh em đủ. Rồi, anh em đủ tiền Ninja 400 á, người ta kêu thôi mày ráng xíu nữa đi, mày ráng 20 triệu nữa mày mua CBR 500. Rồi ơi, giữ rồi thôi rồi kêu ơi, ráng xíu nữa đi, mua Z9 Z1000 chạy em sướng ha. Ơi, mày ráng xíu nữa thì mua H2 rồi, ráng xíu nữa thì mua cái nhà, mua miếng đất, mua xe hơi chạy em sướng ha. Cho nên anh em đừng có nghe người ta nói là ráng rất là mệt luôn. Đủ tiền thì chơi thôi. Ví dụ anh em kinh phí anh em ráng 90 triệu à. Quất R3 chơi. Mình nói thô nhưng mà thiệt. Còn anh em 119, 120, 120 mấy đủ tiền rồi, mua Ninja 4 vậy thôi. Chứ đừng nghe lời ráng xíu nữa, ráng xíu nữa. Ráng nữa là người ta gọi là cố quá sẽ thành quá cố anh em. Cho nên ở đây mình đem hai chiếc xe ra là để cho anh em nói về vấn đề là tiền mình cỡ nào thì mình chơi cỡ đó. Ví dụ anh em 100 triệu thì anh em mua xe 90 triệu. Còn cái tiền còn lại anh em thích lên đồ chơi, bảo trì, bảo dưỡng. Chứ anh em ráng rồi ráng làm sao? Ráng là ráng đi mượn nợ, tự nhiên mua con xe đi thiếu nợ, hoặc làm đi mượn người này mượn được kia rồi mua xe ra nó không có dư gì hết. Lỡ có trục trặc sự cố gì đó rồi xong, ngụm củ tỏi. Đó, đó là cái mà mình khuyên anh em. Rồi thì tiếp theo thì á mình nói sơ sơ thôi tại vì những con này review quá nhiều rồi. Đó, những con này mình review quá nhiều thì con này là không ABS. Đó, thì chạy vẫn bình thường thôi nhưng mà con này mạnh nhất phân khúc. Mạnh nhất phân khúc thì nó sẽ hao xăng nhất phân khúc. Đơn giản vậy thôi, muốn mạnh mà. Muốn khỏe thì phải ăn nhiều, tập gym. Muốn cơ bắp mà không chịu tập gym thì sao chịu được, đúng không? Thì ở đây á, cái điểm trừ của hai con này á là cái gấp. Nhưng mà cái gấp con này đẹp hơn, to hơn chút xíu. Con này vẫn có chống đổ luôn. Có gắn thêm cái cản gió rồi nè, xi nhan mũi tên rồi nè. Đó. Rồi, vào cái đồng hồ con này. Thì con này hiện tại á chưa có để đạp số coi. Nhiều xe quá. À, rồi, con này có báo số luôn, dễ cho anh em mới tập chơi. Báo số rồi đầy đủ. Ok. Ok con dê, anh em mới tập chơi là chơi được, chạy thoải mái. Rồi, tiếp theo là qua con Ninja 4. Ở cái phần gấp con này thì đương nhiên con này nổi tiếng là gấp xấu á. Nhưng mà cái đuôi đẹp. Đuôi đẹp, nhìn ngang cái màu này như ZX6R, đúng không? Đúng không? Rồi, qua con này vẫn có báo số cho anh em luôn. Anh em mới tập chơi thì rất là ok, báo số này nọ nè. Hai con này đều tập chơi rất là thoải mái. Rất là đẹp, tuyệt vời. Ninja 400 này cực kỳ mới luôn, anh em mua là lời chắc luôn á. 120 triệu mà mua con xe keng ơi là keng. Đẹp ơi là đẹp. Mới như mới luôn á, không khác gì xe mới. Rồi, giờ cho anh em nghe tiếng bô. Tuyệt vời. Qua nghe tiếng bô R3. Này sẽ thùng ha. Con kia sẽ woo woo woo. Con này thùng. Hai con này mà đi phượt đi chơi thôi rồi, tuyệt vời, chở bạn gái vẫn được. Tại vì nó là trai thành phố mà. Big City Boy. Đó, đó thì trai thành phố thì chạy thoải mái hơn là những con thùng sport, nó sẽ mệt rất là mỏi. Con này chở bạn gái được, ổn. Đẹp. Đó, quay mình thích cái con kia thì nó chạy một thời gian rồi, nó cũng năm 2018 nhưng mà chủ chạy nhiều á. Cho nên nó vẫn chạy một số chỗ, mua xe cũ là phải chịu chạy nha anh em, mà còn anh em nào muốn fix chạy á mình làm luôn cho. Dễ lắm. Bỏ một xíu tiền ra là làm cho nó keng keng xíu à. Còn con xe này mình mới lấy về. Thì đó,
giá nó vậy đó, 90 triệu cho một con xe rất là ngon. Còn con này 120 triệu là cực kỳ mới luôn. Thì con này nó có ABS rất là ok, đi an toàn hơn chút xíu. ABS để quay cho anh em xem. Hai con đều hai máy nha. Mấy con này tại Minh review quá nhiều rồi cho nên vô cái clip này mình không có nói sâu nữa, không có nói sâu về những cái con này nữa. Chỉ nói là cái tầm tiền đó thì mình chơi những con đó. Chứ không có vụ mà tự nhiên 90 triệu rồi ráng thêm một xíu nữa lên Ninja 4. Cái đó là không có được. Cái đó mình tầm tiền nào mình chơi cỡ đó thôi. Ví dụ con này mà anh em cỡ tầm 95-100 triệu là anh em mua về còn mấy triệu rồi mình thích tu bổ nào lên mình lên nữa cho nó hợp cái vừa mắt mình, đúng không? Còn con này mới lắm rồi. Anh em cầm tầm cỡ 130 đổ lại là anh em dứt con này về chơi liền. Mấy con này là không hư vật đâu, mấy con này là bền lắm. Nồi đồng cối đá, mấy cái dòng này nè, dòng mô tô này anh em cứ tưởng tượng nó bền hơn cái xe thường rất là nhiều. Bền hơn rất là nhiều. Trừ khi anh em chạy anh em phá, anh em ôm cua, anh em phá xe thì nó mới hư thôi. Phá cực kỳ nhiều nó mới hư. Chứ anh em chạy bình thường á thiệt biết bao giờ nó mới hư. Tại những cái con mô tô này nó bền hơn những cái con xe bình thường phổ thông nhiều lắm luôn anh em. Còn bảo trì bảo dưỡng những dòng 300-400 này á không có gì mà đáng kể hết á. Nhớt nhau nè thì tầm 2 lít đó, 2 lít lần thay nhớt thì tầm 400 ngàn, ta 800 ngàn đi, cho xịn nhất đi, dòng nhớt xịn nhất. Rồi nước mát thì 10-10 mấy ngàn mới thay. Rồi nhông sinh dĩa thì mình ra mình tháo bộ nhông sinh dĩa mình ra mình tìm mình mua thôi. Nói chung nó không có gì mà khó đó. Xăng thì nó hao hơn xăng thì coi con này thì ăn cỡ, con này đang mua zin thì nó ăn cỡ 22 cây một lít đó. Còn con này là 27 cây một lít, nó nằm cỡ đó đó. Thì còn gì ở đâu mà nói. Thì về cái bảo dưỡng của hai con này thì cực kỳ nhẹ tiền luôn. Lương á, anh em hỏi không, lương tháng 8 đến 10 triệu là chơi mấy con này được rồi. Mày nói gì vậy? À, cameraman đang nhắc là chiều cao có thể ngồi con này. Rồi à, đâu 1m73 vô coi. Nãy thích fan R3 1m73 đúng không? Thích R3 1m73 ok luôn. Ngồi R3. Thì so với một cái con này á, con này thì anh em 1m6 vẫn có thể chạy được nha. Nó không có quá cao. Gia Hong 1m6 hồi trước nó sở hữu con này nè, nó chạy vô vô luôn. 1m6, 1m58 chạy vi vu. Nên anh em đừng có lo lắng về vấn đề chiều cao ha. Ở đây có giải thích cho anh em về vấn đề chiều cao luôn. Rất là thoải mái, 1m6, 1m58 vẫn có thể chạy. Rồi, xin mời em qua làm mẫu con Ninja 400. Thì con này em cảm giác nó hơi cao hơn con kia chút xíu không? Hơn cao một chút xíu rồi. Một chút xíu xíu thôi. Nó nhỏ thì chân mình thẳng xuống. Chân mình thẳng xuống hơn. Rồi. Hơn một chút xíu, con này 1m6 vẫn có thể chạy ok. Đó. Anh em khỏi hỏi về vấn đề chiều cao nha. Mình đã giải đáp hết thắc mắc trên đây cho anh em luôn rồi. Rồi, như vậy là ok. Còn thiếu gì nữa không cameraman? Thiếu gì nữa không? Về vấn đề gì? Giới thiệu anh em cách cô gái không hả? Hiện tại là mình cũng cô gái mình yếu lắm. Mình yếu lắm. Mình yếu. Thấy gái là run. Run cầm cặp. Rồi, thì cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Minh Biker và đã mua xe bên mình, trải nghiệm xe bên mình. Thì bên mình đó nha, vì anh em thì mình có hỗ trợ quay đầu. Ví dụ anh em mua con này mà sau này anh em muốn lên phân khối thì anh em có thể qua mình để anh em lên phân khối. Hoặc là anh em muốn bán lại con xe này, mình có thể nhận thu lại luôn. Có nghĩa là bao quay đầu cho anh em. Bao quay đầu chứ không phải là bao quy đầu nha anh em. Bao quay đầu anh em nhớ kỹ nha. Bao quay đầu. Rồi ok, hỗ trợ anh em hết mình. Rồi anh em có vấn đề kỹ thuật gì đó thì cứ hỏi mình. Thì cứ nhắn tin Zalo cho mình, vì nhiều khi gọi điện thoại mình đang làm việc. Giống như bây giờ mình đang quay clip nè, thì anh em gọi điện thoại cho mình là mình đâu có thể nghe được, đúng không? Nhắn Zalo để đó, mình khi nào mình rảnh mình sẽ check tin nhắn cho từng anh em. Còn anh em nhắn tin tùm lum, nhắn mà không có đầu đuôi đó, thì nó sẽ bị trôi. Nó bị trôi tin nhắn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó, thì đây là một cái đánh giá về mình với lại hai con này. Con là 399, con 321. Thì tầm tiền nào thì mình chơi ở tầm tiền đó. Rồi, bye bye anh em và hẹn gặp.